Cả nhà ơi, nay mình làm món cà tím dầm mắm gừng nha. Món này đơn giản lắm mà lại rất ngon, ai ai cũng thích hết. Để pha nước mắm gừng, chúng ta cần có một muỗng ăn canh gừng băm nhỏ, một muỗng ăn canh nước cốt chanh và một trái ớt sừng đỏ không cay băm nhỏ. Em cho tất cả ba nguyên liệu này vào chén. Cho một muỗng rưỡi ăn canh đường. Mình trộn đều và đợi khoảng 1 phút thôi cho gừng và ớt thấm chanh đường, lát nữa nổi trên mặt chén nước mắm nhìn rất hấp dẫn. Rồi em cho tiếp một muỗng ăn canh nước uống, 2 muỗng ăn canh nước mắm chay vào hòa tan. Chén nước mắm gừng quá xá là thơm và hấp dẫn vô cùng luôn đó cả nhà. Dùng hai trái cà tím có trọng lượng khoảng 350 g. Em cắt vỏ cuống cà rồi chẻ đôi trái cà ra. Mình dùng dao khứa xéo trên thân trái cà tím như thế này. Làm nóng nồi chiên không dầu với 205 độ C trong 5 phút. Tiếp đến, em cho cà tím vào rổ chiên. Quét lên chút dầu ăn để cà không bị khô. Rồi mình chiên cà với 200 độ C trong 10 phút. Giờ đây, cà tím chiên đã chín và tỏa ra mùi thơm nữa. Mình hãy đem những miếng cà tím bóng bẩy hấp dẫn này dầm ngay với nước mắm gừng và dùng khi còn nóng cho ngon nhé. Quá đơn giản, quá nhanh gọn và ngon lành quá chừng phải không cả nhà? Chỉ vỏn vẹn có hai trái cà tím và chén nước mắm gừng pha chuẩn vị thôi mà trôi đi hết mấy chén cơm lận đó cả nhà. Kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn mến chúc cả nhà làm món này được vừa ý nha.